Tôi đánh câu 9 đề số 2 nha. Đề số 2 là đề của tỉnh Thái Bình đó. Ủa chớ thầy ơi, cái này mình sửa đến câu 11, 12 rồi đó. Nãy con lộn quá thầy, tại vì Mười con hai đánh ba dấu lộn. xong luôn cái câu này hả? Con hình này luôn hả? Dạ dạ xong rồi, cái này xong rồi thầy, tại con đánh dấu trong cái tập tài liệu rồi. Nói tiếp xong luôn rồi phải không? Nói tiếp ngoài tiếp rồi. Câu 12 này là nguyên hàm thì mình chưa học. Cái này thì để sang chương 3 là thầy nói lại. Tại vì nguyên hàm mình mới học cơ bản, mình chưa học lượng giác. Nên từ từ. Ta xuống 13 ha. 13. Ba nếu mà làm theo kiểu tự luận thì nó cũng nhanh thôi à, chứ nó không có gì đâu khó. Mình để ý cái công thức. Mình có logic cơ số A, nhìn vào cái đề bài mình sẽ biết nó dễ hay nó khó. Nó dễ nó khó là nó phụ thuộc vào cơ số giống nhau này. Thấy cơ số giống nhau là mình biết đó là một câu dễ, câu đó mình dùng công thức quen thuộc. Mà dễ như thế nào thì chúng ta làm chúng ta sẽ thấy rồi. Thấy không, một cái tích thì tách ra là tổng. Mình có hai cái là b bình phương với c đó, thì tách ra là tổng nè. Hay để cùng cái màu cho em dễ nhìn đó. B bình nhân cho c thì mình tách ra là logic cơ số A của B bình cộng logic cơ số A của C. Nó dễ là vì nó cùng cơ số. Rồi sau đó cái số mũ này mình đem ra đằng trước. Thì mình sẽ được số 2 này nè. Rồi đề bài cho gì đó mình cứ thế cái đó thôi. Đề bài cho logic cơ số A của B là bằng 2. Logic cơ số A của C là bằng 3. Thì mình có 2 nhân 2 cộng 3 là 7. Đó, vậy nó dễ ở cái mức độ là mình sẽ để ý cái cơ số là mình sẽ thấy nó dễ. Cùng cơ số. Đó, chỉ có học công thức tí là mình sẽ xong thôi. Xuống câu 14 nha. Câu 14 thì hơi phức tạp hơn. Câu 14 thì phức tạp. Nhưng mà mục tiêu chủ yếu của câu 14 là thầy sẽ ghi phương pháp trước để cho em thấy được. Đây là bài toán tìm nghiệm. Tìm nghiệm thì mình sẽ đi theo cái con đường là cô lập. Cô lập M bằng một cái vế trái hay là bằng một cái vế phải gì đó là tùy. Nó là bên trái thì mình là vế trái, nằm bên phải thì mình là vế phải. Sau đó chúng ta lập bảng biến thiên. Trong quá trình lập bảng biến thiên này thì nó sẽ gồm có các bước là bước đạo hàm. Đạo hàm bằng 0. Và bảng biến thiên. Và sau đó quan sát bảng biến thiên. Và nó sẽ hơi rắc rối ở cái chỗ cô lập. Cái bài như này nó sẽ hơi rắc rối ở chỗ cô lập. Số 14 này mình sẽ mô tả một tí cho các em thấy. Này sửa vào tập nhé. Thầy cũng đi từ từ cho theo nè. Những câu này là đang là ở mức lớn hơn 7 vậy. Lớn hơn 7 hoặc lớn hơn 8 vậy đó. Chúng ta cũng đi cái mục tiêu dài hạn. Mục tiêu dài hạn là gì? Là ngoài cái việc thi học kỳ ra, chúng ta cũng sẽ có cái mục tiêu rồi để thi đại học này kia nữa. Nên mình cứ làm thôi. Có thể ban đầu mình sẽ thấy nó khá là khó khăn, khá là phức tạp, nhưng mà mình cứ làm mà dần dần qua thời gian mình sẽ bắt đầu mình sẽ có
những cái kiến thức nền. Ok, đầu tiên là phải cho nó cùng cơ số, một bên là căn bậc 2 của 2, một bên là 2. Vậy là chưa có cùng cơ số. Vậy thầy biến đổi một tí thôi nha, hiện lên một tí để cho chỗ này xử lý cái cơ số chỗ này chút. Thầy chỉ biến đổi với trái thì thôi, còn với phải thì sẽ giữ nguyên. Logic căn bậc 2 của 2 là 2 mũ 1 phần 2. À, 2 mũ 1 phần 2. Đem cái số mũ ở bên dưới ra ngoài thì mình sẽ thành chia 1 chia. Khi nào mà thầy nghe trời mưa ồn quá thì các em nói để thầy bật cái lọc âm thôi. Cái số mũ đem ra ngoài thì sẽ thành 1 chia. Rồi mình lấy máy tính mình bấm 1 chia 1 phần 2, 1 chia 1 phần 2 chính là số 2. Cái này nè, bấm máy tính là sẽ ra được 2. Rồi tiếp theo số 2 mình sẽ cho nó vào trong loga. Số mà từ bên ngoài mà đẩy vào loga thì nó phải nhảy lên làm mũ. Nên là thầy có cái này nè. Thấy chưa? Hiểu được cái biến đổi đầu tiên đó chưa? Đi từ từ, đi tới đâu hỏi tới đó luôn. Kịp được tới đó không? Được chưa? Được chưa nào? Được thầy ơi. Là bây giờ ở đâu có cái điều kiện x lớn hơn 1 này vậy? Nào nhớ được trong cái lắp. Đúng rồi, chính xác. Điều kiện nè, đó. X lớn hơn 1. Đến đây là mình đã được quyền hai bên cùng cơ số. Cùng cơ số. Bỏ lắp luôn. Nè, bỏ lóc thì sẽ được cái dấu tương đương kế tiếp. Cái này chính là cô lập nè, dấu tương đương kế tiếp là cô lập. Thì tách hàng đẳng thức ra thôi, này là x bình nè. Trừ 2x nè. Cộng 1. Được chưa? Rồi cô lập là gì? Đẩy m bên, x bên. Trừ 8 này, đẩy sang bên này cái thành cộng 8, 1 cộng 8 thành 9 nè. Thấy à, 2x bình trừ 2x cộng 9 chưa? Rồi cái chữ x này đang trơ trọi như này, chuyển qua cho nó thành chia luôn. Vậy tới đây là đã xong bước cô lập nè. Nắm được cái cô lập chưa? Được chưa Huy? Dạ rồi thầy. Cô lập rồi, theo như trình tự của chúng ta đã cô lập rồi là lập bảng biến thiên. Bảng biến thiên là phải có đạo hàm. Ở đây nó hơi rắc rối ở cái chỗ đạo hàm một chút, là tại vì nó là U chia V. U chia V thì đạo hàm là U phẩy V trừ V phẩy U. U phẩy V nè, x bình trừ 2x đạo hàm nè. Thầy tô ra cho em thấy nha, U phẩy nè. X bình đạo hàm là 2x. 2x đạo hàm là 2, 9 đạo hàm mất. U phẩy V, đây U phẩy V nè. Trừ cho V phẩy, trừ cho x đạo hàm là 1.
Cái đầu hàng là một thì khỏi ghi cũng được. Rồi cái đuôi đằng sau x bình trừ 2x cộng 9. Nhớ đóng mở ngoặc nha. Nắm được u phẩy v trừ v phẩy u chưa? Rồi nhân phân phối bỏ ngoặc đổi dấu. Nhân vô là 2x bình. 2x bình trừ với x bình thì còn lại nè, x bình trừ 9. Thử lấy nháp ra làm lại chỗ đó một xíu thôi là thấy rồi. Rồi, đạo hàm bằng 0. Đạo hàm bằng 0 là cho tử bằng 0 bấm máy được hai nghiệm. Do điều kiện của mình là x lớn hơn 1 nên âm 3 chúng ta bỏ. Rồi. Đến bảng biến thiên. Điều kiện, nhớ cái điều kiện x lớn hơn 1 nè. Ba nè, đem xuống nè, cộng mô cực nè. Lý do điều kiện x lớn 1. Xét dấu x bình. X bình lên bên phải là dấu cộng. Qua nghĩa mà dấu trừ. Rồi bây giờ làm sao ra được số 8, số 4? Bạn nào giải thích được cho thầy vì sao thầy ra được số 8 với số 4 này kia không? Em thử tự giải thích xem ở đâu có số 8 với số 4. Giải thích được là em sẽ biết được cái cách làm. Đúng rồi, thế vào cái chỗ mà mình cô lập á. Mình cô lập xong là mình sẽ thế vào chỗ đó. Đúng rồi. Là cái này nè. Đúng, thấy FX rồi, nhắc máy tính ra thế. Thật sự mấy bài này nó hơi nhiều bước một chút thôi. Chứ còn về nguyên tắc khó thì không phải là khó. Chẳng qua cho nó nhiều bước quá thì đôi khi em làm em không nhớ hết các bước. Đó, thế 1 thì được 8 nè. Thế 3 thì được 4 nè. Còn vô cực thì quen rồi, vô cực 10 mũ 8. Đó, được vô cực. Rồi đề bài muốn hai nghiệm, đề bài đang muốn hai nghiệm. Hai nghiệm thì này mình vẽ lại bảng biến thiên xíu là 8 rồi nha, đang là 8 xuống 4. Đang là 8 xuống 4 lên cộng vô cực. 8 4 cộng vô cực. Muốn có hai nghiệm thì nó phải nằm khúc này. Vậy là nó sẽ đây hai nghiệm là lớn hơn 4 nhỏ hơn 8. Lớn hơn 4 nhỏ hơn 8. Lớn 4 nhỏ hơn 8 thì có 5, có 6, có 7. Thầy ơi, cứ nói bé hơn bằng 8 luôn thầy. Tại vì ở đây mình x của mình là ngoặc tròn số 1 nè. Số 1 mình là ngoặc tròn nên số 8 mình cũng sẽ là ngoặc tròn. Nên nó chỉ có là ngoặc tròn do số 1 ngoặc tròn. Chứ nếu mà giả sử số 1 là ngoặc vuông thì số 8 sẽ ngoặc vuông.
Hiểu chỗ đó chưa? Thầy vừa mới giải thích xong đó Lào. Nắm được không Lào? Dạ, được thầy ơi. Cho số 1 mình ít lớn hơn 1 mặt tròn nên 8 cũng sẽ là mặt tròn. Nên có 5, 6, 7 thôi. Đây là bài ở mức độ khá là cao rồi đó nha. Tại vì nó nhiều bước. Gồm có điều kiện nè, có biến đổi loga nè, có cô lập nè, có bảng biến thiên nè. Nhiều đó thôi là cũng đủ thử thách rồi đó. Nên có gì các em xem đi xem lại, làm đi làm lại câu này để cho nắm kỹ. Được này ông My. Dạ đâu thầy. Được không Miếng Ngọc? Miếng Ngọc có, nhớ Miếng Ngọc có vào. Mạng chậm. Rồi thầy qua nha, có gì các em xem lại video coi lại. Đây là cái dạng mặt cầu ngoại tiếp. Dạng này là cái dạng số 2, cái dạng mà chớp đều. Mình có 3 dạng, thầy nhắc lại 3 dạng luôn. Dạy hết rồi á, nhưng mà mình sẽ làm lại một lần nữa. Cái dạng mà SA vuông góc, dạng chớp đều với cái dạng mặt bên vuông góc. Ba dạng nó sẽ đi với ba công thức. Nếu mà SA vuông góc thì là R đáy bình phương cộng SA bình phương chia 4 lấy căn. Nếu mà chấp đều thì là gì? Cạnh bên bình phương chia 2 chiều cao. Còn nếu mặt bên là gì? R đáy R bên trừ giao tuyến. Và bây giờ mình sẽ rơi vào dạng chấp đều. Chúng ta rơi vào cái dạng chớp đều. Vậy chớp đều là cần hai cái, một là cạnh bên, hai là chiều cao. Đầu tiên là nhận diện, sau đó là nhớ công thức, rồi bắt đầu đi tìm nè. Và vẽ chấp đều ra cho thầy. Chấp đều cạnh đáy bằng A góc 60. Rồi vẽ nha.
Người ta cho cạnh đáy bằng E nè. Góc là góc giữa cạnh bên. Cạnh bên với đáy 60 là. Bây giờ góc giữa cạnh bên với đáy là góc nào nè? Phải đọc tên cái góc cho thầy đi. Đúng góc là làm được rồi. Ngọc, thử đọc cho thầy không Ngọc? Dạ thầy em đây. Ừ, rồi theo em là góc nào nhỉ? Ừ, theo em là góc SDO. Chính xác, SDO. Đó, mình dần dần là mình cũng phải quen mấy cái này thôi. Chính xác là SDO. Đó, thì em cứ làm riết đến một lúc nào đó tự nhiên nó sẽ thấm vào não mình. Bây giờ OD là cũng quen rồi nè. OD là nửa đường chéo là cạnh căn 2 chia 2. Sau đó dùng cái góc 60 này mình dùng tan. Rồi từ đó em sẽ tính được SO là chiều cao. Có SO mình Pythagore. Có SO nha, có OD Pythagore tính cạnh bên. SO bình, OD bình. Rồi có cạnh bên, có chiều cao, ráp vào. Tự tính lại, tự tính nhé. Tính một xíu là quen. Cho 2 phút tính nha. Rồi đáp án ra nhiêu vậy hơn? Dạ thầy. Đáp án cuối cùng em ra nhiêu hả? Là cái đáp án của cái bài này luôn hả thầy? Đúng rồi, bán kính luôn á. Cậu máy tính thầy SO bằng gì luôn, SO bằng gì?
từ thầy, con đang tính chưa có xong với thầy. Thầy đợi xíu nha thầy. Thầy ơi, các ô là ra A căn 6 phần 2. Rồi, SD cho thầy luôn. Thưa thầy là ra A căn 2 ạ. Rồi ráp vào cạnh bên nè, cạnh bên là cái này của mình nè. Rồi ráp vào đây cạnh bên nha, A căn 2 bình chia cho hai chiều cao. Bấm máy được không? Dạ, con đang bấm. A căn 6 phần 3 ạ. A căn 6 phần 3. Đây, câu A. Chịu khó, đầu tiên là mình phải nhận diện được đó là hình chớp gì. Chớp SA vuông hay là chớp đều hay là chớp mặt bên. Rồi sau đó thiếu cái nào mình tìm cái đó. Coi lại cái bài này nha. Bài này hôm trước thì cũng làm cũng mấy tiết á. Câu 16 thì quen rồi nên thầy chỉ nói sương sương thôi. Câu 16 là tập xác định. Tập xác định là điều kiện lớn hơn không. Rồi bấm máy xét dấu thôi. Bấm máy xét dấu. Thì lấy được kết quả là cái này. Thì câu này chắc là ai cũng tốt hết. Rồi qua nha. Câu này cơ bản mà. Rồi câu tiếp theo cũng là câu cơ bản. Câu 17, hình nón biết chiều cao, biết bán kính thì Pitago để tính được đường sinh. Mấy cái này quá quen nên là thầy chỉ đưa ra đáp án thôi. Rồi diện tích xung quanh bây giờ là mấy câu này đi thi là phải làm đúng nha, bắt buộc phải làm đúng luôn á. Rồi bây giờ đến cái câu này. Câu này thì giải thích. Câu 18. Những câu về mặt tỷ lệ này. Người ta cho tứ diện ABCD có thể tích bằng 12. G là trọng tâm của cái tam giác BCD bên dưới. Tính thể tích của AGBC. Giờ đầu tiên nè, nhìn cái G nha. Cái G nè. Trọng tâm nó sẽ chia tam giác ra thành 3 tam giác nhỏ. Ba tam giác nhỏ mà mình sẽ thấy ba tam giác nhỏ nè. Thì
hay tô màu nha. Tam giác GCD. GCD là 1 nè. GBD là 2 nè. Và một cái nữa. GBC là 3. Thấy ba cái hay tô màu khác nhau chưa? Một cái tam giác lớn mà chia làm ba miếng đó thì mỗi miếng sẽ chiếm 1/3. Có nghĩa là cái tam giác này là 3 phần thì mỗi cái tam giác nhỏ bên trong sẽ chiếm 1 phần. Nên thầy có được cái này. Thấy cái màu xanh thì vừa mới to. Diện tích của tam giác GBC màu xanh sẽ bằng 1/3 của cái tam giác lớn BCD. Nhớ mấy cái này nha, trọng tâm nó sẽ chia tam giác ra làm 3 phần bằng nhau. 3 phần có diện tích bằng nhau. Chứ nói bằng nhau cũng không chuẩn, diện tích bằng nhau. Mà hai cái này nó cùng chiều cao rồi, nó cùng chiều cao là từ từ A hạ xuống. Mà thể tích của mình là bằng gì? Thể tích là bằng diện tích đáy 1/3 diện tích đáy nhân chiều cao. Nên lập tỷ lệ này. Một phần ba chiều cao thì ký hiệu là chữ H nha, chiều cao H nhân cho diện tích của GBC. Này cũng vậy, chiều cao cũng là H, diện tích của A loại BCD. Mà mình có diện tích này tỷ lệ nãy là 1/3. B cái tỷ lệ này đem xuống nè. Vậy là điều này dẫn đến thể tích tương ứng của 1/3 luôn. Thể tích của GABC cũng bằng 1/3 của ABCD. Mà ABCD là 12. 12 mà nhân thêm 1/3 nữa nên ra 4. Vậy là chỉ cần để ý cái trọng tâm chia tam giác ra làm 3 phần bằng nhau. Và thể tích tương ứng nó cũng sẽ là 3 phần luôn. Được không này, được không Chí Hào? Dạ, được thầy ơi. Bạn nào thắc mắc gì thì cứ mạnh dạn nói nha. Thầy em cứ thắc mắc gì thì mạnh dạn nói, đừng ngại gì hết trơn. Câu 19 thì đạo hàm thì là cơ bản rồi đó. Cái vấn đề là chúng ta có nhớ công thức đạo hàm hay không thôi. Bây giờ lỡ như cái trường hợp mà chúng ta không nhớ thì thầy cũng có nói một lần em về cách để em dùng máy tính. Dùng máy tính thì nó cũng hên xui lắm nha. Có lúc mình bấm nó nhanh nhưng mà cũng có lúc mình bấm nó chậm và cũng có lúc mình bấm nó cũng không có đáp án. Tại vì mình muốn sử dụng máy tính là mình phải hiểu máy tính. Mình phải hiểu những cái thao tác của máy tính.
hiểu những cái phím bấm của nó là cái gì. Nên nếu mà trường hợp mà em đã không nhớ công thức á, không nhớ công thức là cái gì, u phẩy chia u là na, không nhớ thì chúng ta sẽ làm theo cái này thì bấm máy, mà thì bấm máy cũng là phải nhớ, thì các đường nào cũng phải nhớ đó. Một đường là nhớ công thức, một đường là nhớ bấm máy, thì cũng đều là nhớ thôi. Đối với đề bài thì mình bấm Shift D chia đầy X. Còn các phương án A, B, C, D á thì chúng ta bấm Con. X thống nhất là 2 hay là 3 gì đó. Vậy đó, bây giờ chỉ có hai đường thôi, một đường là thuộc công thức, một đường là thuộc cách bấm máy, hai đường đó thôi, không còn đường khác nữa nha. Muốn làm được thì chỉ có hai đường, một là đường bấm máy, hai là đường dùng công thức. Nhưng mà cái đường bấm máy thì sau này lên đại học hơi cực cái nha, cái đường bấm máy lên đại học là vất vả. Nên là em cũng nên học công thức cho chuẩn. Chịu khó coi lại công thức về mũ loga tới có lui. Câu 20, câu này chiều mới dạy cho lớp C5. Cái dạng này tỉnh Đồng Nai cũng hay cho lắm, cái dạng mà người ta cho cái hàm nhất biến xong người ta yêu cầu mình là đồng biến hoặc nghịch biến. Đầu tiên là tìm điều kiện nha. Điều kiện là x cộng 3m khác không? Thì là x sẽ khác trừ 3m. Đó thầy mới kẻ cái trục ra nè. Người ta muốn lấy từ đâu? Từ 6 đến cộng vô cực. Đây là cái phần mà người ta sẽ lấy. Đề bài muốn nè, đề bài muốn lần này. Còn cái điều kiện là cái gì? Điều kiện là cái mình phải bỏ nó ra. Điều kiện là cái mình phải bỏ. Vậy là cái thằng này là cái thằng bỏ nè. Điều kiện là x nó khác là nó bỏ. Vậy cái phần bỏ nó phải nằm ở đây, chứ nó không thể nào nằm vào trong phần mình lấy được hết trơn á. Đã lấy một cái, lấy một cái bỏ thì làm sao ở chung với nhau được. Bên phần lấy đó, còn bên trừ 3m là nó phải nằm đây. Vậy nó phải nằm đứng trước số 6. Đứng trước số 6 nên là bé hơn bằng 6 nè. Đứng trước số 6 bé hơn bằng 6. Kịp tới đây chưa? Kịp tới đây thì nó nói tiếp. Được chỗ này ông Phương Vi. Vì ơi. Dạ. Hiểu cái điều kiện thầy vừa mới nói Dạ con. không? Đáng nhớ cái này nha. Đó là mới có xong cái điều kiện thôi à. Còn cái đạo hàm cũng quen thuộc nè, đạo hàm AD trừ BC. AD trừ BC, đây AD trừ BC. Muốn nghịch biến đúng không? Nghịch nghịch là cho nó bé hơn không. Không có bằng ở đây nha. Chuyển vế qua là 1 chia 3. Còn cái này 6 mà chia cho trừ 3 là thành trừ 2. Nhưng mà chia âm nên phải đảo chiều. Cái này là do chia âm. Vậy là mình có lớn hơn bằng trừ 2, nhỏ hơn 1 phần 3. Các số nguyên là gồm có trừ 2, trừ 1, 0, 3 số.
Dạng này cũng hay gặp lắm luôn nha. Đây là một dạng trọng tâm khi nói về đồng biến nghịch biến. Nó có hai chuyện thôi. Một là điều kiện, hai là đạo hàm. Được không nhanh nhanh? Dạ được thầy. Bạn nào muốn hỏi gì cứ nói nha. Vẫn là nhấn mạnh muốn hỏi gì cứ nói. Được không Hồng Đào? Dạ được thầy ơi. Dạ. Qua nha. Đây đến câu quen thuộc. Một câu quen thuộc là tại vì phương pháp quen mà. Nghịch biến là nghịch biến trên R, vậy là A delta. A nè. B nè. C nè. Các em có ồn không? Có nghe tiếng bên nhà thầy vọng qua không? Có nghe em nào? Không nghe thầy ơi. Delta thôi thì quen quá rồi nên thầy cũng chết nè. B bình là -4 AC -4m bình -4 nhân -3 là 12. Nhân 4 là 48. 12 nhân 9 là 108. Nó lấy từ -9 đến -3. -9 đến -3 thì mình sẽ đếm được 7 số, hoặc là lấy số cuối trừ số đầu cộng 1, số cuối là -3, số đầu là -9. 7 số cuối trừ đầu cộng 1. Con cũng khá là quen nên là sẽ nói nhanh. Nó cũng không có nhiều sự tắc léo, vừa phải. Câu này ở mức độ 5, 6 gì đó. Rồi sang câu 22. Câu 22 là 4 chữ thôi. 4 chữ mà thầy cứ nói đi nói lại với em rất nhiều, là 4 chữ gì? 4 chữ gì Minh Ngọc? Đây là bỏ lóc đội mũ. Đó, bỏ lóc đội mũ. Cứ đúng cái đó mà sao. Một bên lóc, đó, bỏ lóc đội mũ. Nên là 5 nhân 30x trừ 6 giữ nguyên. Đẩy cái này vô à, 3 đẩy qua. Đội lên là thành 3 mũ 2x. Chuyển vế nè, chuyển vế. Đây là chính là phương trình bậc 2. Nếu mà đặt T thì chỗ này sẽ là T bình nè. Trừ 5T cộng 6. Bấm máy tính thì sẽ được T bằng 2 với T bằng 3. Có T tìm x đây. T bằng 2
là 3 mũ x bằng 2, t bằng 3 là 3 mũ x bằng 3, thì được x bằng log cơ số 3 của 2 với x bằng 1. Cuối cùng thế xuống đây là sẽ xong. Còn là chưa được thì cứ sửa bài lại. Được không Thanh ơi? Được thầy. Qua nha. Câu 23 thì là câu cơ bản. Vì sao cơ bản cho hai cái y bằng nhau, không đạo hàm, không gì hết, chuyển vế, bấm máy tính được 3 nghiệm, tổng lại là xong. Nên câu này thì chỉ chiếu đáp án sơ qua thì tin là các em làm tốt. Giao điểm là hai y bằng nhau, chuyển vế, đừng để sai dấu. Nè, hai cái y nè, chuyển vế, bấm máy tính xong. Câu 24 nha. Những câu nào quá quen rồi thì mình sẽ lướt. Câu 24. 24 mà chúng ta có là cái gì? Một cái hàm. Hàm này là hàm rồi, là hàm AX cộng B chia sẻ X cộng D. Lớn nhất với nhỏ nhất trên cái đoạn từ 1 tới 3. Mình chỉ cần quan tâm từ 1 tới 3 thôi. Hàm này là cái hàm mà nó sẽ một là đồng biến, hai là nghịch biến. Nên là cái lớn nhất với cái nhỏ nhất của nó, cái lớn nhất với cái nhỏ nhất của nó chắc chắn chính là hai cái F này luôn. Hai F này luôn, không có chạy đâu khỏi. Người ta nói lớn nhất từ 1 tới 3 thì một trong hai cái này sẽ là một cái lớn, cái còn lại là cái bé. Nên là F1 và F3 chính là giá trị lớn nhất với giá trị nhỏ nhất của mình. Rồi công việc của mình là bây giờ thế thôi. F1 là x bằng 1 nên mình sẽ có nè. Thì giải thích một chút. 1 cộng m. Đó. Đây này nè. Đây. F3 là thế số 3, 3 cộng M chia 3 cộng 1. 3 cộng 1 là 4. Đây. 11 phần 4 ghi lại. Rồi tới đây muốn nhanh, muốn tốc độ thì xếp số. Còn bạn nào muốn thì cứ quy đồng. Một là xếp số, hai là quy đồng, cái đó là xong. Cho thời gian ghi bài tí. Có khó hiểu chỗ nào thì cứ nói nha.
Khó không Kiên? Chúng ta coi bài sửa xong, chúng ta bắt đầu ngồi suy nghĩ à, hôm trước nếu mà mình tự làm thì tại sao mình đã làm không được đó, mình suy nghĩ, mình tự trả lời những câu hỏi đó. Hoặc là hôm trước mình làm tới đây rồi nhưng mà tại sao mình lại làm sai, thì mình có phải là mình đã thấy số ở đâu đó nhầm hay là sao đó, có tới có lui. Sở Kiều không nhanh lên. Dạ kịp thầy. Qua nha. Câu 25 này cũng là câu cơ bản thôi nên thầy cũng lướt. Câu này thì kỹ một tí. Nói chứ đi thi mà một lớp 40 học sinh đó, thì những câu như thế này thì đôi khi cũng có 1-2 học sinh bị sai. Người ta hỏi điểm cực đại thì mình phải chú ý cực đại cho nó kỹ. Các bạn hỏi cực đại là kết luận tiểu. Và độ 1-2 xong ha. Những câu như thế này nó rất bình thường, quen thuộc. Câu 26, 26 cũng vậy, lâu lâu 44 học sinh làm thì cũng có 2-3 học sinh sai. 2 hoặc 3 thôi, ít. Ít nhưng mà không phải là không có. Bỏ lóc đội mũ. Không bỏ lóc đội mũ thì mình lấy ít mình thế vô cũng được nữa. Đây là những câu cho điểm. Một là bỏ lóc đội mũ. Hai là thế từng phương án vào. Nên những câu như thế này thì các em sẽ làm tốt. Câu 27 là câu rất rất là vận dụng rồi để tìm ra điểm 9, điểm 10 nên thôi. Những câu như này rất là kinh hoàng. Nếu mà sửa thì rất tốn thời gian. Mình cũng không cần đâu thiệt. Nên em cứ đi thi ráng cứ mỗi môn đều 8 trên 8 là được. Cứ môn nào cũng vậy là mình dư sức. Chín mười khó lắm. Thật sự 9-10 nó là một cái đẳng cấp gì đó là nó kinh hoàng lắm. Nên thôi kệ nó đi. Đây câu 28 là những câu mình còn ráng được mà. Đây những câu còn ráng được mà. Đang, cái này đang ở mốc 7 nè. Mốc 7 hoặc hơn 7. Đây vẫn là quy về cái kiểu là cô lập. Cô lập mờ xong bảng miễn thi. Trong quá trình bảng miễn thi thì mình sẽ có đạo hàm. Đạo hàm bằng không. Nó giống cái bài hồi nãy á. Cái bài mà hồi nãy mình làm logic á. Nó vẫn cùng một kiểu thôi. Đó là cô lập. Cô lập xong đạo hàm bảng miễn thi. Và mình coi cái bài này cô lập thì cái mức độ phức tạp nó như thế nào. Nè, cô lập nè. Đầu tiên cho hai cái y bằng nhau. Đó, hai cái y bằng nhau xong. Cô lập là cái gì? Chuyển cho m một bên, x một bên số. Ở đây thì đã cô lập sẵn rồi nè. Nhưng mà chắc là sẽ biến đổi lại cái này một xíu cho em hiểu. Biến đổi cho bạn tí nha. Cái này đẩy qua nè. Trừ 3x. Trừ 1. Còn âm 3m chuyển ngược về. Âm 3m chuyển qua là 3mx. Không, chuyển cho cái trừ 3m nhảy sang bên phải. Rồi sau đó là thu gọn rồi chia x mũ 3 nè. Trừ 3x, 3 trừ 1 là 2. Rồi sau đó muốn cô lập m là cái 3x này đem qua hành chia. Vậy đây là bước cô lập nè. Hiểu tới cô lập rồi thì mới làm tiếp được nữa. Cho thời gian em ghi cái bước cô lập tí. Được cô lập không Hồng Ngọc? Hồng Ngọc?
Dạ em đây thầy. Được cái cô lập chưa? Dạ được rồi. Bài này nó hơi mệt ở chỗ là đạo hàm thôi, tại vì nó là U chia V, mà U chia V thì đôi khi tụi em tính nó không cẩn thận dễ sai. U nè, V nè. Đó, ngồi lấy nháp tính đạo hàm này một chút. Coi thầy tính nha. Hơn thua nhau là chỗ này nữa nha. U vậy là x mũ 3 là thành 3x bình nè. 3x bình trừ 3 U phải V. U phải V đó trừ đến lượt, bây giờ đến lượt cái V phải là cái mẫu 3x đạo hàm là 3. Chia cho mẫu bình phương. Mẫu 3 bình là 9. Rồi nhân phân phối vào nè. Nhân phân phối những chỗ này làm cho kỹ đừng để sai dấu. 9x mũ 3. 9x. 3x mũ 3. Cộng 9x. Trừ 6. Thu gọn lại. 9x mũ 3 trừ 3x mũ 3 là còn 6x mũ 3. Trừ 9x cộng 9x mất trừ 6. Rồi tới đây nè. Bạn nào khéo nữa thì biết đơn giản cho 3. Tử mẫu cùng chia cho 3, còn bạn nào không khéo thì cứ để cái màu đen thì gom lại này cũng được. Hai cái này là một nè. Chẳng qua là một bạn khéo thì thấy là cùng đơn giản được cho 3 thì đơn giản. Còn bạn nào đó không khéo được thì cứ để y chang cái cục màu đen thì đóng khung đó. Xong rồi đạo hàm bằng 0. Đạo hàm bằng 0 chính là cho cái tử này bằng 0 nè. Bấm máy tính mod 53, xin lỗi mod 54 đó. Cái phương trình bậc 3 đó, phương trình bậc 3 để tìm được x thì sẽ được x bằng 1. Rồi em lấy máy tính em bấm thử coi có được x bằng 1 không. Bạn nào bấm không được thì nói thì bấm cho xem. Mình làm từng bước đó, cái bước đạo hàm coi vậy thôi chứ đạo hàm cũng khá là rắc rối chứ không có đơn giản đâu. Bấm được nghiệm x bằng 1 chưa? Được x bằng 1 cho Huy. Dạ rồi thầy. Được không Thiện Duy? Dạ được thầy ơi. Rồi, đến bạn Miến Thiên nè. Bây giờ thì đố thêm tại sao có số 0 này tự nhiên chen vào. Số 1 thì biết rồi, số 1 là nghiệm, nhưng mà tại sao có số 0 này? Tại nào giải thích cho thầy, tại vì sao, tại sao lại có lọt số 0 vào, nãy giờ mình đâu thấy nó đâu, tự nhiên giờ có nó vậy. Điều kiện thầy ơi. Đúng, điều kiện là cái mẫu x khác không. Cái đó là cái học sinh hay quên lắm luôn. Cái con số 0 này nè. Cái con số 0 này là cái mà học sinh rất hay quên. Nó là điều kiện đó. Còn số 1 này xét dấu thì quen rồi nè. 2 thì bên phải là dấu cộng. Qua nghiệm là đổi dấu. Nhưng mà chỗ này vẫn là dấu trừ. Tại vì số 0 là điều kiện nên không có đổi. Nó là điều kiện nên nó vẫn là dấu trừ hai bên.
Rồi cái vấn đề là bây giờ làm sao để biết được cộng vô cực rồi trừ vô cực mấy con số này nè. Mấy con số này ở đâu ra nè. Thế vào đâu để được mấy con số đó? Đọc cái biểu thức mà em sẽ thế vào cho thầy Ngọc Anh. Dạ thầy là x mũ 3 trừ 3 cộng 2 phần 3. Đúng, cái màu vàng chính xác. Chính xác. Rồi bây giờ thầy sẽ thế cho em xem này. Âm vô cực thì mình bấm là trừ 10 mũ 8. Nhặt cái đã. Đặt đúng cái màu vàng nha. Y chang luôn, đừng để sai gì hết. Âm vô cực là bấm trừ 10 mũ 8. Thì kết quả mình sẽ được dương vô cực. Đó, dương vô cực nè. Giờ số 0 này thì bấm sao? Bạn nào đó nói với thầy số 0 bấm sao? Số 0 mình sẽ bấm sao? 0 cộng 0,001 thầy. 0 cộng 0,001 là nó sẽ nằm bên phải nha. 0 cộng 0 chứ cái cộng này. 0,001. Vậy mình sẽ được cái này là vô cực nè. Dương vô cực nằm bên phải nha. 0 cộng là nằm bên phải nên này được cái dương vô cực ở trên nè. Còn 0 trừ. Chấm rồi. Đó, nó sẽ được âm vô cực dưới. Còn số 1 thì quen. Số 1 thì thấy đúng số 1 thôi. 1 được không nè. Cộng vô cực. Đó. Vậy là hiểu cái hàng màu xanh vô cực không vô cực kìa chưa? Bấm được mấy chỗ đó không Hiền? Dạ được à. Dạ. Đề bài bây giờ muốn là một nghiệm. Đề bài muốn một nghiệm. Một nghiệm nên thầy vẽ lại các bạn biết thi xíu cho em thấy một nghiệm. Từ cộng vô cực xuống trừ vô cực. Rồi sau đó là cộng vô cực xuống không. Rồi lên cộng vô cực. Một nghiệm thì nó phải ở đây thôi. Vậy nó bé hơn không? Bé hơn không nên mình sẽ có là từ trừ 218, trừ 217 đến trừ 1. Thì có 2018 số. Lấy cuối, trừ đầu, cộng 1. Đó là sửa kỹ vào nha. Thật sự là hai bài đều là cô lập bản thiên hết đó. Nhưng mà cái rắc rối tụi em theo tụi em nghĩ thì cái bài này rắc rối ở chỗ nào?
mình làm xong rồi mình có cái cảm nhận để sau này mình để ý lại. Hiếu theo Hiếu thì câu này nó rất có chỗ nào Hiếu? Dạ thầy, câu này em thấy nó rất rố, hơi một chút rất rố ở cho bản biến thiên thầy, còn lại rất bình thường. Vậy là sau này mình làm thì mình cũng để ý bản biến thiên, mình làm những câu khác mình cũng để ý bản biến thiên. Mỗi lần mình làm những câu lạ lạ hoặc là những câu mà hơi khó khó một xíu, mình sẽ coi lại thôi, à câu này nó khó đâu, cái chỗ nào là cái chỗ mà mình sẽ có khả năng mình quên nhiều nhất, cái chỗ nào mình đang trục trặc lớn nhất thì để mình để ý nó hơn, để sau này mình gặp những câu tương tự mình cũng sẽ dồn sức vào làm cái khâu đó. Có cái thao tác đó để mình nhớ lâu quá chứ gì đâu. Câu 29 này thì là quá quen rồi. Bao nhiêu điểm cực trị toàn là không không, toàn là dấu trừ hết. Dấu trừ thì đi xuống một mạch luôn. Là không có điểm cực trị nào hết. Nào. Nhìn này trừ 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 không à. Sang câu 30. Đầu tiên là người ta đã xử lý điều kiện đó. Điều kiện thôi chứ không gì đâu. X trừ 1 lớn hơn 0, X lớn hơn 0, 3 X trừ 5 lớn hơn 0. Cuối cùng được X lớn hơn 5 phần 3. Bây giờ vấn đề của chúng ta là biến đổi loga thôi. Vấn đề nằm ở chỗ này. Bên trái chúng ta đang có hai cái loga. Hai cái loga này nó cùng cơ số. Hai cái loga này nó cùng cơ số. Vậy là mình đang làm theo kiểu là ghép nó lại. Ghép nó lại phải là tích chưa? Nè, ghép lại nè. Hai cái ghép thành một cái. Đó, tổng ghép lại. Hiểu cái vế trái rồi ha. Còn bây giờ vế phải, mình tập trung vào vế phải một xíu nè. Bây giờ với phải có con số 1, có con lóc này nữa, là tại sao xuống đây lại thành như vậy đây? Mình bắt đầu mình phải nặng óc ra, mình suy nghĩ một tí nè. Tại sao ở trên là số 1 và xuống dưới nó mất tiêu số 1 rồi? Các bạn nào thấy được cái con số 1 đó nó đã thành cái gì không? Cái chốt ở đó đó. Long thấy được số 1 nó đã biến thành gì cho Long? Log 2 của 2 thầy. Đúng. Số 1 này đã biến thành logarit cơ số 2 của 2. Nên hai cái loga này, đó bạn Long đã thấy rồi đó. Hai cái loga này ghép lại thành một cái. Khi ghép lại thì nó cũng thành tích thôi. Hai cái ghép thành một thì nó thành tích. Nên nó mới xuất hiện số 2 ở đây nè. Xuất hiện số 2 nhỏ nhỏ ở đây nè. Rồi hai bên có loga. Bỏ hai cái loga đó đi. Là mình sẽ được cái hàng bên dưới. Rồi nhân phân phối chuyển vế. Nhưng không có chuyện với thì chắc là mọi người đều ổn hết. Bấm máy được nghiệm 2, nghiệm 5. Tổng là 7. Vậy bài này chỉ có cái chốt.
là từ số 1 cho nó thành logic cho số 2 của 2 không? Thì em ráng nhớ chỗ này. Đây là cái điểm chốt của bài đó. Cái bước ngoặt luôn á. Thường chúng ta đi một cái đặt chặng đường dài á, đi đường thẳng thì mình không có sao chứ, mình đi được rất là tốt. Nhưng mà đến một cái ngã quẹo nào đó mình hay phân vân á. Thì cái bài đó này cái ngã quẹo là ngang cái chỗ 1 thành log 2 của 2. Nếu mà tìm đường đi thẳng một đường từ đầu chí cuối nó là không có gì phải lo. Nhưng mà tự nhiên đang đi đến cái ngã ba cái không biết quẹo ở đâu hết. Thì ráng nhớ cái chỗ đó. Để ý những cái bước ngoặt đó nha. Thường là mình sẽ trục trặc ở chỗ đó thôi. Cả một cái bài toán lớn là mình chỉ có đứng hình ở một chỗ thôi. Chứ mình không phải đứng hình ở tất cả đâu. Cái bông nhôm. Dạ được thầy. Câu này thì lại quá quen rồi nè. Muốn có ba nghiệm. Ba nghiệm thì nó sẽ nằm ở khúc giữa. Lớn hơn trừ 1. Nhỏ hơn 3. Nhưng mà ở giữa là cái gì? Đừng có để chữ M. Để chữ M là bị lừa. Người ta đang để là 2M cộng 1 thì mình thành 2M cộng 1 rồi. Công việc tiếp theo là chuyển vế thôi. 2M để giữa. Trừ 1 là thành trừ 2. Trừ 1 là 2. Rồi chia 2 là mình sẽ có đáp án. Học sinh hay sai câu này lắm luôn. Học sinh hay sai thấy trừ 1 với 3 đúng không? Trừ 1 với 3 hay chọn đáp án D lắm. Mà mình phải nhớ là ở chính giữa nó không phải là M, ở chính giữa đó là cái vế phải. Đó, cái đó đó. Qua ha. Đến câu phương trình tiếp tuyến. Phương trình tiếp tuyến là học sinh hay quên đó. Phương trình tiếp tuyến là hệ số gốc y nè. Y bằng k x trừ x 0. Trong đó k là hệ số gốc.
hệ số góc tính bằng cách đạo hàm. Nên nè, đạo hàm nè, đây chính là K nè. Đạo hàm thế cái x thì sẽ được K. Đây chính là K đó. X, đây x, lấy âm 1 thế vào đạo hàm, lấy âm 1 thế vào đạo hàm là mình sẽ được chữ K. Đây là K nha. Theo công thức của mình là y bằng k nè, x trừ x không, x trừ x không là đây nè, trừ trừ thành cộng, cộng cho y không là thành 9x cộng 7. Tụi em chỉ có hay quên công thức tiếp tuyến với lại quên cách tính hệ số góc thôi. Hai cái quên đó là hai cái mà thường gặp nhất. Ghi cho kỹ nha, ghi kỹ để chúng ta nhớ lâu, với lại cái cách tính nó cũng rõ ràng ra. Qua ha. Ghi kỹ bấm nhanh nhanh. Thầy kịp thầy. Còn nguyên hàm thì từ từ nó là nguyên hàm. Câu bắt phương trình này cũng rất là chua nên để lại những cái gì mà nó rắc rối đó, từ từ. Đây, câu này thì quen. Nói chứ mấy cái đề ở phía ngoài Bắc nó hơi khó, nó thật. Ví dụ như Thái Bình, Hà Nội, Mỹ An này kia này hơi khó. Chứ mà em làm những mấy cái đề trong Nam nó sẽ vừa sức. Trừ cái đề Bạc Liêu. Đề Bạc Liêu là một trong những cái đề kinh khủng nhất của miền Nam. Năm nào đề thi của tỉnh Bạc Liêu cũng đều làm cho học sinh với giáo viên không bao giờ thất vọng. Đề Bạc Liêu là cái đề chỉ làm cho học sinh tuyệt vọng thôi. Em nhìn vô khoảng chục câu cuối là coi như là trên mây luôn, quăng luôn, khỏi làm. Làm cùng lắm 40 câu. Sau đó đề Bạc Liêu. Thử sức nghiên cứu sạch Google thử đề Bạc Liêu. Vừa mới thi hôm qua hôm kia gì đó. Em cứ sạch thử Google đề thi học kỳ 1 của tỉnh Bạc Liêu. Mà em đọc khoảng 5-6 câu cuối em mới thấy nó là cái gì đó chứ không phải là cái đề. Câu này quen nè, cực đại nè. Đây, đạo hàm cấp 2. Chỗ nào là x thế bằng 3? Chỗ nào x thế bằng 3? Nè, thế bằng 3 nè. Thế do mình sẽ được 9 trừ 6m. Chín trừ bốn được 5, nên đây được đây nè. Đó, 9 - 4 được 5. Còn chỗ này thế nè, 2 × 3 là 6, cực đại nên bé ăn không, chuyển qua là trừ 6. Chia thì nó đảo chiều, chia âm nó đảo chiều. Chỗ này thì bấm máy được 2 nghiệm, 1 nghiệm là 1,
nghĩa là 5, nhưng mà chúng ta lấy lớn hơn 3 nên chúng ta lấy 5. Câu quen nha, mà sợ lâu rồi không làm em cũng không nhớ. Đó, mục tiêu của chúng ta là những câu mà mình đã làm, những câu nào mà quen thì cố gắng làm cho nó chuẩn lại, nhớ tốt. Chứ mà ngồi xử mấy câu quá khó là nó cũng mệt lắm luôn. Qua nha. Đây, nhìn những câu này là biết là lớn nhất, nhỏ nhất là những câu tiễn luôn. Câu 37, những câu như thế này mới đáng làm nè. Nhìn vậy thôi nhưng mà làm tới làm luôn, coi chừng làm sai. Đọc cái đề lên đôi khi này không tưởng tượng được. Quay quanh nè, quay quanh cái nào cái đó thẳng đứng. Những câu như thế này mình mới xoay quanh nó nè. Quay quanh AD đúng không? AD thẳng đứng. Đó, định hướng liền ngay lập tức. Quay quanh AD, AD thẳng đứng trở thành chiều cao luôn. Rồi mình mới ghi là A, B, C, D. Coi đề cho gì rồi? Đề cho là AB 4A. BD 5A. Bây giờ khi quay quanh AD thì nó sẽ tạo ra một cái hình trụ. Đó, kiểu nó như vậy nè. Dài quá. Có không? Vậy là bán kính mình có rồi. Bán kính là 4 là có rồi. Bây giờ thiếu cái chiều cao thôi. Chiều cao là AD chưa có. Nên là mình phải Pythagore để được cái chiều cao. Thấy không? 25 trừ cho 5 bình trừ 4 bình là được 3. Đây nè. Đó, những câu như thế này mới là đáng để mình đầu tư. Vậy đôi khi nó không quá khó nhưng mà nó vừa phải để chúng ta có thể làm tốt nó.
cái câu này chưa? Đôi khi chúng ta nhầm lẫn, đôi khi em không để ý được là quay quanh cái nào, nên đọc kỹ. Đây lại là bài quen nè. Mặt bên vuông góc nè. Tuy là quen thôi nhưng mà sẽ có những cái trục trặc nếu mà em không để ý được cái dạng của nó. Mặt bên vuông góc. Mặt bên vuông góc là SH là chiều cao. Đó, SH là chiều cao. Và chiều cao này là của tam giác đều. Đề nói rõ ràng tam giác đều. Tam giác đều thì nên là cạnh căn 3 chia 2 nè. Đó, chiều cao cạnh căn 3 chia 2. Đấy là hình vuông. Hình vuông diện tích là A bình 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Xong. Quy ra thêm xíu cho mấy 1 phần 3 diện tích đáy nhân chiều cao. Đó, những câu như thế này là những câu cho điểm đó. Ráng thêm xíu nữa ha. Ráng chạy đến 40 đi. Rồi sao mình sẽ tiếp một đuôi như vậy. Đây, một câu quen thuộc về ngân hàng. Tiền nè. Tiền lúc sau bằng tiền lúc đầu nhân cho 1 cộng lãi suất mũ n. Rồi mình chỉ cần đọc kỹ thôi. 300 triệu, 300 triệu là tiền lúc đầu. Vậy khi ráp công thức là mình sẽ ráp nè. Ba trăm triệu lãi suất 6%. Hỏi sau bao nhiêu năm thì nhận được 600. N chưa có thì đặt là ít. Rồi ship số thôi. Ship số thì sẽ ra được khoảng 11,9. Bấm luôn cho em thấy 300 nhân mở ngoặc, nhớ công thức nha, 1 cộng 6%. Bạn nào mà không thấy được cái phím phần trăm thì bấm vậy cũng được nè, 6 chia 100 cũng được nè, mũ ít quá 600. Đó, được 11,89. 11,89 làm tròn lên được thành 12 năm. Nhớ là thời gian làm tròn lên. Chỉ có tiền thì làm tròn nó xuống thôi. Ví dụ như mình làm được 11,1 năm đi. 11,1 năm thì nó lên 12 năm. Nhưng mà 11,1 triệu là nó chỉ còn có 11 triệu rồi. Đó là nguyên tắc của ngân hàng. Thời gian là phải kéo ra, chứ còn tiền là kéo xuống. Câu nữa ha. Câu này quá kinh hoàng rồi. Thấy là biết rồi. Phải nhìn cái hình này là lớn nhất, nhỏ nhất nữa. Tiễn đi. Đây là một câu nếu mà mình dùng máy tính được thì cũng có thể, cũng có thể. Ví dụ như hãy tìm x nè. 9 mũ x. Một câu nữa thôi nhé. Ráng gì được thì cứ ráng.
Này cũng hên xui nha, có lúc có máy thì tính rất là nhanh nhưng mà có máy cũng tính rất là lâu. 23 ship store. Thầy báo trước nha, tùy máy nha, có máy thì nhanh mà có máy thì lâu. Ai máy này thì tốc độ rất là nhanh tại vì nó là Core i5 RAM 8 GB, nó khác với máy của em. Máy của em có thể là chạy buổi nó xong á, cũng tùy máy nhé. Mình đã phụ thuộc vào máy tính thì mình phải chấp nhận thôi. Đây là X nè. Rồi bây giờ mình cho nó vào phím A, cho nó vào phím A, store vô A. Rồi bây giờ X là cái này nè nha, bấm 5 cộng 5. Nhập y chang vậy, có gì nhập nữa. Trừ 5 phần 2. Còn mỗi sao thì mình sẽ nói thêm.